xin chào các bạn rất vui khi được gặp lại các bạn hôm nay tôi quay lại và giới thiệu với các bạn thêm một thủ thuật mới trên phần mềm bảng tính microsoft excel và sau đây tôi có một bảng tính như sau đây là báo cáo doanh thu của công ty xăng dầu và các bạn quan sát thấy ở đây tôi có ba cột là thành tiền chuyên trở phải trả thì ba cột này đã được lập công thức tính toán cho bảng báo cáo doanh thu này và các bạn thấy ở đây là khi tôi bấm chuột vào để chỉnh sửa cho các ô tính này thì nó ra bảng thông báo và không cho phép tôi chỉnh sửa mục đích của việc này là để khi gửi bản báo cáo này cho một người khác thì người ta không thể chỉnh sửa công thức để cái bản báo cáo này kết quả nó vẫn đúng tuy nhiên ở đây tôi chỉ khóa các ô tính của ba cột là thành tiền chuyên trở và phải trả các cột khác vẫn có thể thay đổi dữ liệu và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật khóa các ô tính chứa công thức để bảo vệ không cho người khác chỉnh sửa thay đổi nội dung của các ô chứa công thức các bạn cùng quan sát nhé thì để khóa các ô chứa công thức không cho chỉnh sửa các bạn làm như sau đầu tiên các bạn nhấn tổ hợp phím cần trốn a để chọn tất cả các ô có trong bảng tính sau đó các bạn bấm thả chuột chọn Format cell. Các bạn bấm chuột vào thẻ Protection và các bạn kiểm tra cái ô Locker xem nó đã có dấu tích chọn chưa. Nếu đã có dấu tích chọn thì các bạn bấm bỏ chọn dấu tích ở đây đi, sau đó các bạn bấm OK. Bước thứ hai, các bạn bôi đen tất cả các ô chứa công thức. Sau đó các bạn tiếp tục bấm phải chuột, chọn Format cell và các bạn tiếp tục chọn thẻ protection và các bạn bấm chọn dấu tích vào ô locker sau đó các bạn bấm ok bước tiếp theo các bạn vào giải lệnh review sau đó các bạn bấm chuột vào nút lệnh protect set sau đó các bạn nhập mật khẩu bấm ok nhập mật khẩu lần thứ hai bấm ok và các bạn quan sát ở đây các ô này chứa công thức và các bạn không thể sửa các ô có chứa công thức tuy nhiên các ô không chứa công thức chẳng hạn như ô này thì các bạn có thể sửa nội dung của nó Các ô ở đây không chứa công thức thì vẫn có thể chỉnh sửa, các ô chứa công thức ở đây thì không thể chỉnh sửa. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách để khóa các ô chứa công thức không cho phép chỉnh sửa. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.